Chào tất cả các bạn đã đến với kênh Phú Sĩ TV của mình. Bữa nay mình đến chuồng dê của anh Ngọt để hỗ trợ cho anh Ngọt bán mấy con dê cái lẩu các bạn ơi. Ở đây dê anh để được 3 con này các bạn. Cũng dòng Bách Thảo Lai các bạn ơi. Và đẻ xa vậy nè. Con này con mẹ tướng cũng nhỏ mà nó đẻ sai, nuôi con cũng thấy mướt lắm nè các bạn ơi. Còn cái cặp dê cái này hồi hôm trước mình có chia sẻ là hai con dê chỗ của anh Hai đó các bạn, thì cái tướng tá thì cũng như vậy. Mà nó đẻ cũng gắt sai các bạn ơi. Nè, hai cặp này của anh Ngọt thì cũng đang vô chữa, con này cũng bụng bự rồi nè, 4 tháng nè. Có bầu 4 tháng hả? Con này mới vô nọc ha. Thì bữa trước em chia sẻ thì cũng tướng tá cũng y gan vậy. Thì dòng Bách Thảo Lai này được con cái đẻ sai, với mà nó càng đẻ nó càng lớn. Dạ. Bỏ hơi sớm. Thì bỏ hơi sớm. Vì sao con được con nam trùng quyết rồi đem lại nó làm mấy con này quá trời, nó cứ ượn hoài đó. Bỏ mẹ nó luôn. Bách Thảo Lai thì nó vẫn nuôi con được. Còn con bo mà sớm quá là xúc dê dữ lắm. Bo nó mà gặt tốt á. Con này nuôi không có cho mấy ăn rồi. Vậy đó hả? Tại nuôi không để lại rồi không có cho ăn rồi. Con này mấy tháng rồi? Còn 6 tháng mới lớn. Sớm chậm. Thì không ăn thức ăn thì nó được vậy là mừng rồi. Không cho ăn thức ăn. Tính để lại làm giống hả? Còn con đực này là Bến Tre hay gì phải không? Xác lớn mà chưa biết nhảy nữa các bạn ơi. Nó cũng dạng như bò lai thôi. Bò lai dạng như lai chắc hơi là đỡ. Đỡ đỡ chút hả? Rồi bữa nay mình chia sẻ cho anh Ngọt bán mấy con cái lẩu nè các bạn ơi. Đây thì có một con cái lẩu trên dưới 50 kg. Thì anh Ngọt nói là cũng trên dưới 50 kg các bạn ơi. Đây nè, có con cái lẩu như vậy. Nó cũng mới đẻ, nó cũng hơi nhót các bạn ơi. Nhót. Với ở đây hai con nè các bạn. Hai con này con hoặc con hai con này trên cũng trên dưới 40 kg. Một con tầm 20 đổ lên các bạn ơi. Trên dưới 40 kg. Cái con hình như con đen này đẻ một con đen có này đẻ phải không? Con đen này đẻ một lứa một con. Con đó thì chưa có đẻ. Cái con kia thì tơ ha. Đẻ. Tơ mà chắc mới thay găng nè. Thay đôi găng. Thì hai con này thì tầm 40 kg các bạn ơi. Chắc cỡ 40. Thì trên dưới 40 kg đó. Thì nó mình nói rồi, với một con cái lẩu này thì 4 ngoài 50 kg. Nó cũng trên dưới 50 kg đó. Thì anh em nào có nhu cầu mua cái ba con cái lẩu này nè các bạn, thì cứ liên hệ trực tiếp với anh Ngọt. Phú sĩ đi. Em để số điện thoại anh lên đi. Rồi có gì liên hệ cho anh, giá cả đó thì thỏa thuận trực tiếp với anh Ngọt luôn các bạn ơi. Nè, dê nó cũng tương đối. Hai con nhỏ này cũng tương đối các bạn ơi. Còn cái con bự nè thì nó con thì nó hơi nhót xíu thôi. Nhót mà nuôi con, đang nuôi con. Đang nuôi con. Nó cũng thấy cũng còn coi được các bạn ơi. Không có kiếm nhật nhiều lắm. Nhầm con thấy kiếm nhật ra giữ luôn con này thì chưa. Thì ba con này nè các bạn, thì anh em nào khu vực mình đó muốn mua ba con cái lẩu này thì em để số điện thoại của anh Ngọt lên trên video trực tiếp luôn. Bữa nay hỗ trợ cho anh Ngọt chia sẻ con bán cái lẩu luôn các bạn ơi. Mỗi ngày bán giống, bữa nay chia sẻ bán lẩu. Đặng cho anh em gần xa biết để tìm đến mua. Chứ bây giờ mình không chia sẻ lên cái
nhiều khi anh em muốn mua cũng không biết đường để mua các bạn ơi. Sẵn mình chia sẻ lên kênh của mình luôn, hỗ trợ cho bà con bán được mấy cái những con dê thịt và dê lẩu luôn. Thì anh em nào có nhu cầu mua cứ liên hệ trực tiếp với anh Ngọt, nếu không anh Ngọt có công chuyện hay gì đó không có đem máy theo á các bạn thì cứ liên hệ trực tiếp với mình nha. Đó, con cái lẩu nè các bạn ơi, cũng to xác lắm. Liếm cái điện thoại luôn rồi. Sáng giờ cho ăn chưa anh Ngọt? Sáng giục con ôm khó một tới giờ đợi cho nó dạ ăn cho đừng cho la thôi. Giống cái máng không còn miếng gì luôn các bạn ơi. Ở đây chủ yếu ảnh nuôi cỏ không à. Hai con này về dẫn thúc được lên nghe các bạn ơi. Lên đó. Tại vì ảnh nuôi cỏ là ảnh không có chăm sóc lưu buồn chuyện quá trời. Được mập các bạn, không có thức ăn. Con này về dỗ mau lên thịt lắm. Con này chưa vô giống mà để cái thay găng bà tính bán lẩu luôn. Bán lẩu luôn. Anh em nào con này sâu tím này về dẫn vô giống được nha anh em. Vợ nó không chịu luôn, nó không phải nuôi mẹ bỏ mẹ tới Tết cho lên đoạn đầu đại. Nuôi rồi nó thay găng luôn các bạn ơi. Rồi ảnh cũng bán luôn. Hai con thì tướng cũng cũng có thịt dày lắm nè. Ừ. Sau này mua đổi cái dòng bo này luôn đi. Còn lại hết. Đặng mình bán lẩu cũng có ký hơn. Nói chung mình giờ nó sàng lọc kia lại. Ừ. Cái nào thải thì ấy không cần thải phải bỏ sàng lọc lại. Đúng rồi, nuôi ít mà chất lượng hơn, mình nuôi số lượng nhiều mà không được chất lượng. Rồi video chia sẻ cho anh Ngọt ba con dê cái lẩu này đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Các cô chú các anh chị em nào á có nhu cầu mua cái lẩu này thì cứ liên hệ trực tiếp với anh Ngọt, giá cả thì thỏa thuận luôn các bạn ơi. Đến chuồng dê xem dê và thỏa thuận giá cả luôn. Rồi hẹn gặp lại các bạn.